Xin chào mọi người. Xin chào. Em tìm cái kính đã. Xin chào mọi người nha. Xin chào các chị, hôm nay lên hơi muộn nha. Mọi người xem, mọi người chia sẻ giúp em để đông đông người xem rồi em lên hàng nha. Em đang mặc có đen và có trắng nhá. Em đang mặc có đen và có trắng các chị nhá. Có đen và có trắng. Mẫu em đang mặc có đen và có trắng các chị nhé. Mẫu 2 dây này, xin chào mọi người. Mẫu 2 dây này thích hợp với những chị nào thích kín đáo. Nó không trễ nải quá. Hôm bữa mình mua một ren với một bữa ra mình có chia sẻ bạn có giảm giá cho mình không? Em giảm rồi chị Khả My nhá. Em có giảm cho chị rồi đấy ạ. Em tính là 60.000 một cái. Đồng giá là 65 chị chia sẻ em giảm mỗi cái 5k rồi chị nhá. Khoảng 3 đến 4 4 đến 5 ngày nữa lại có một hàng mẫu mới hoàn toàn về. Hello chị Hưng Hoàng, mọi người chia sẻ giúp em nha. Mẫu này quá là đẹp luôn này. Mẫu này rất là đẹp nha. Mẫu em đang mặc rất là đẹp nha các chị nha. Mẫu em đang mặc rất là đẹp các chị nha. Mọi người vào đông đông. Có màu trắng nữa này. Có màu trắng nữa các chị này. Hai dây nha. Ở đằng sau lại có khuy cài rất là xinh này. Cảm ơn bạn nhé. Dạ không có gì ạ. Chị chia sẻ là em sẽ nhớ em trừ mà. Chị chia sẻ là em sẽ trừ ngay mà. Tại vì nói như thế nào là mình sẽ làm y như vậy. Chứ nếu mà có khuy cài nha các chị nha. Các chị có thích mẫu em đang mặc không ạ? Hello mọi người nha. Mẫu em mặc này, có đen và có trắng này. Ở đằng sau là dây đắp chéo nhé. Dây đắp chéo rất là xinh nha các chị nha. Có đen và có trắng nha. Bạn lên trễ quá. Vâng, tại vì là em cũng lu bu quá. Em còn một mẫu yếm không yếm này, yếm không dây, quên quay không dây này. Quay không dây có quai nhé. Còn duy nhất một cái hàng mới về cũng về một mấy cái này. Còn duy nhất một cái này 50k này, 50k này. Còn duy nhất một cái màu trắng 50k nha. Chị nào lấy màu trắng ghi 50k cộng với số điện thoại giúp em nha. Trắng 50 nha các chị nha. Cái này thì có dây, có chỗ cài dây nha. Có chỗ cài dây nha. Ai lấy trắng ghi trắng giúp em này. 50k nha. 50k nha chị nha. 50k nha. Hôm nay còn cái gì sale nốt nha. Còn cái gì sale nốt cái đó nha các chị nha. Bao nhiêu bạn? 50k nha chị Phương Nguyên nha. 50k nha. Mẫu em để em ghi nha. Em ghi bình luận nha.
Mẫu này em sale 50k nha, còn một chiếc 50k này. Có chỗ cài dây nhé các chị nhé, có chỗ cài dây nhé. Em sale nốt 50k, còn một chiếc cuối cùng này. Chị nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Hàng bên em bán chạy lắm nó. Em ở đâu chị Mường Khương, Lào Cai, phí ship như nào? Chị Ngọc Hà ơi, phí ship code toàn quốc là 20 thôi nha. Phí ship 20 thôi nha. Phí ship 20 thôi nha. Thông thường em gửi một gói hàng là thường là dao động đến 29 đến 30 nghìn, nhưng mà em có hỗ trợ khách. Em chỉ lấy 20 nghìn phí ship thôi, còn đâu là em bù cho khách. Ưu tiên hàng mọi người như thế. Hàng này thì thường là em chỉ bán sỉ thôi, nhưng mà em thấy khách mua lẻ mua lại đắt quá ấy, thì em bán cả lẻ nữa. Em bán cả lẻ cho các chị chọn nữa, để cho các chị mà tính cả phí ship mua hàng của bên em ấy, thực nó còn rẻ hơn so với là các chị mua một cái ở tại nơi các chị có đấy. Tại vì hàng của em là hàng rất là chất lượng và rất là rẻ nhá. Hai dây trắng này còn hai chiếc nhá, em xả hàng bom. Em xả hàng bom, các chị đặt mà các chị không cho số điện thoại nhưng mà em gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Còn một trắng còn hai chiếc nhá. Các chị lấy màu nào thì ghi màu đấy giúp em nhá. Trắng còn hai chiếc nha các chị nha. Màu mặc lên rất là xinh nha. Ai lấy trắng ghi trắng giúp em nha. Ai lấy trắng ghi trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Trắng cộng số điện thoại giúp em ạ. Ai lấy trắng ghi trắng cộng số điện thoại giúp em nha. Mẫu em đang mặc có đen và trắng nhé. Em qua mẫu nha. Có mẫu này tập ghim này, rất là xinh này. Có trắng và xám nha các chị nha. Có trắng và xám nha. Ở đằng sau rất là xinh này. Cái này mặc đi tập ghim rất là thích nha. Chất nó là chất cốt tông co giãn thoải mái này. Chất cốt tông co giãn thoải mái luôn này. Đấy, chất cốt tông co giãn thoải mái luôn nhé các chị nhé. Em đi thay mẫu nhé. Em thay mẫu nhé các chị, đợi em một lát nha. Trắng, ok chị Phạm Nhung nhé. Chị Phạm Nhung lấy trắng này đúng không ạ? Chị Phạm Nhung cho em xin số điện thoại nhé. À số điện thoại rồi. Chị Phạm Nhung inbox giúp em địa chỉ nhé. Phạm Nhung inbox giúp em địa chỉ nha.